Sáng ngày 4 tháng 5 tại nhà văn hóa xã, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lập đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập xã, mùng 10 tháng 5 năm 2009, mùng 10 tháng 5 năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban dân vận huyện ủy Đồng chí Trần Quốc Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phan Hoàng Lâm, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo 6 xã thị trấn trên địa bàn. Các đồng chí nguyên lãnh đạo xã cùng đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Lập, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, xã Tân Lập từng bước vượt lên khó khăn thử thách và đạt được những kết quả đáng ghi nhận là một đơn vị hành chính trực thuộc huyện Cẩm Hiện nay xã Tân Lập có 8 thôn, diện tích tự nhiên 18,14 km2, dân số trên 4.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 5,6%. Với những bộn bề khó khăn từ ngày mới thành lập, nhưng với sự đoàn kết nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay Tân Lập đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về kinh tế chính trị xã hội đã đề ra. Tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được đảm bảo, hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đạt hiệu quả thiết thực các chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được quan tâm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được cấp ủy đảng chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm công tác huy động sức dân cùng với sự hỗ trợ của các cấp xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn triển khai tích cực đến nay trên địa bàn xã tân lập cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được triển khai xây dựng dự án đầu tư ở khu vực nông thôn đạt kết quả khả quan góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển và thông thương hàng hóa của nhân dân những nỗ lực và sự đồng lòng của cấp ủy chính quyền cùng người dân tân lập đã xây dựng một địa phương phát triển với đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình làng xóm được phát huy điều này tạo thế và lực để xã hội tiếp tục phát triển về dự và phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 15 năm thành lập xã Tân Lập, đồng chí Phan Hoàng Lâm, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Tân Lập trong 15 năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân xã Tân Lập tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Tại chương trình của buổi tọa đàm, cũng đã có phần phát biểu cảm tưởng của đồng chí nguyên lãnh đạo xã Tân Lập và đại diện các tầng lớp nhân dân của xã. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho quá trình hình thành và phát triển của xã Tân Lập 15 năm qua.